Xin chào anh em. Hết lễ rồi, không biết là nhiều anh em có an toàn không nhỉ? Nhiều anh em đã đi làm chưa nhỉ? Và nhiều anh em có được về với gia đình không nhỉ? Nhưng mà tôi thấy là lễ vừa rồi là rất nhiều vụ việc xảy ra như vậy. Cái vụ việc này thì nó xảy ra cũng khá khá. Tôi thấy là thanh niên đi xe Dream chiến này có vẻ là đã say rượu rồi. Đấy. Rồi chúng ta thấy rằng là hai anh em gọi là một anh cơ động và một anh cảnh sát giao thông. Có lẽ đây là tổ công tác 141 của thành phố Hà Nội. À, thanh niên này là say rượu sau đó là thì chặn đầu xe ô tô, sau đó là người ô tô này dẫn đến cho mấy anh em tổ đặc biệt 141 làm việc luôn cho nhanh. Rồi anh em sẽ đến với cái tình huống tiếp sau đây, xem là điều gì sẽ xảy ra ở đây. Rồi 49C15503 đè vạch vàng vượt ẩu. Cái này là chuyện thường tình ở mấy cái tuyến đường, ví dụ như là quốc lộ 20 với quốc lộ 14 rồi. Nó là cơm bữa rồi. Cái đội này bây giờ nó phải tước bằng vĩnh viễn cơ thì mới hết được. Rồi 62LD01209. Rồi gầm cao mấy thoáng nên là thật thích là ta thể hiện hiểu không? Cái văn hóa gọi là lười không muốn xếp hàng mà đi kiểu đấy đây mà anh em. Rồi tiếp sau đây chúng ta sẽ có gì đây? Ai da, Tài Thiên Đại Thánh chúng ta, không biết là Tài Thiên Đại Thánh xuống tâm sự gì với anh em Pikachu đây không biết chứ này. Không biết là hai anh em đang tâm sự gì với nhau. À, hình như này còn có hàng Nga phía sau nữa hay sao anh em ạ? Ây ơi, hàng Nga hình như đang dẫn con đi chơi ấm. Rồi nhưng mà không biết là Đại Thánh đang tâm sự gì với này Pikachu không biết. Rồi anh em sẽ cùng đến với tình huống tiếp sau đây. Cứ nói ra thì mấy anh em lại vào bảo là vì cơm áo gạo tiền. Ừ, cơm áo gạo tiền, thế nhưng mà không đi ra ngoài không để gây mất an toàn như thế này thì nó cơm áo gạo tiền với ai rồi, đúng không anh em? Nói thì lại bảo là vì cơm áo gạo tiền. Cơm áo gạo tiền cái gì? Thế đến lúc xảy ra tai nạn với người khác rồi thì cơm áo gạo tiền với cái gì ở đây? Rồi anh em sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Nào lái đi mẹ, lái đi, vít vặn ga lên, như vậy vặn ga mạnh lên, lao thẳng lên gốc cây như kẻ lần sau không biết đi đấy. Rồi 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 đúng lao vào đúng gốc cây thật à. Rồi thế cứ đi thế xong rồi lần sau mới biết đi vậy. Đi sư chúng mày, lần sau tao đừng có dạy tao đi dạy xe nữa nha. Rồi anh em sẽ đến với cái tình huống tiếp theo. Úi giời, đấy cái ông xe khách, ông ấy lái xe kiểu này thì ai mà đỡ cho ông ấy kịp. Mặc định là ông ấy bật xi nhan phát là ông ấy chuyển làn luôn. Rồi ôi sợ chưa cách chuyển làn của ông ấy. Nào anh em sẽ cùng nhau theo dõi tình huống tiếp sau đây. Cùng theo dõi chiếc xe Hyundai màu đỏ của chúng ta ở phía trước kia nha. À, đang rất là thong dong. Và chúng ta sẽ cùng xem điều gì sẽ xảy ra ở đây. Anh đã bật xi nhan rồi. Tuy nhiên cái chiếc công phía trước cũng bật xi nhan. Rồi một xíu nữa thôi là ông lại giúp ông làm dưới gồng chiếc container luôn. Mà tôi thấy nhìn có vẻ giống cái kiểu là bật cảnh báo để rẽ phải chứ không phải là bật xi nhan anh em ạ. Oai oăm thật sự luôn. Đây và đây mới nhìn rõ này. Ông ấy bật cảnh báo để ông ấy rẽ phải ơi. Ôi rồi. Mà nó không biết là học hành ở đâu ra đâu.
ông nào dạy cho kiểu bật cảnh báo nguy hiểm để dễ phải. Nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống tiếp sau đây. Rồi, đường thì đông, ông 60A này, ông cố ông nhoi lên tí nữa thì bác sẽ đi xe đạp. Vậy hôm nay lại mệt. Rồi, ông ấy bật xi nhan, ông ấy vọt lên. Ui trời ơi, rõ ràng nhìn như cái vạch cho người đi bộ, thế nhưng mà ông vẫn cố, ông ấy bật xi nhan, ông ấy đạp ga, ông vượt lên. Nào, cái gì đây? Ai dạ, đi ngược chiều. Thế nào? Ui ôi, con này là con gì đây? Anh em nhận biết được con xe này là con gì không? Ôi, Volkswagen à? Ui dạ, ôi, lại còn thích thái độ nữa chứ nè. Rồi, thanh niên này thì đã được các anh em gọi là cơ quan chức năng mời lên uống nước chè và gọi là ký sổ tay rồi, và đâu đó nộp phạt một cơ số phèng. Riêng những cái thể loại như thế này tôi nghĩ là nên tước giấy phép lái xe vĩnh viễn luôn. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tình huống tiếp theo tại khu vực đèn xanh đèn đỏ nào đó, cùng xem điều gì sẽ xảy ra ở đây. Con đường thì nó khá là hẹp đúng không anh em? Rồi. Bây giờ nó xảy ra điều gì? Ô. Đấy, lý do tại sao mà tôi nói là con đường nó khá là hẹp, lý do là ở đây. Đấy, rồi anh em chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tình huống tiếp sau. Trời ơi, đây là một cái khu chợ khá là đông đúc. Đấy. Rồi, chiếc xe gọi là gì đây? Hyundai 88A. Rõ ràng là thấy người ta lên đến đấy rồi, thế nhưng mà ông ấy vẫn cố không để ông ấy rúc vào. Không biết là ông hay bà lái xe mà có một cái pha đi kiểu bó tay chấm com và cạn lời, khô lời, hạn hán lời đây nha. Rõ ràng là người anh em có gọi là camera vào trước khá là lâu rồi, thế nhưng ông kia ông không dừng lại để ông nhường mà ông vẫn cố để ông nhào vào. Đây là một cái thói của rất nhiều ông lái xe ở trên đường đấy. Tại sao mình có những lúc các ông ấy ngồi các ông ấy rảnh háng cả ngày, thế nhưng mà chỉ chậm vài giây thôi các ông cũng không chịu được. Thế mới lạ. Đời nó lạ thật đấy. Rồi, anh em sẽ đến với cái tình huống tiếp sau đây. À, úi giời, úi giời, một con Lamborghini gọi là non tơ. Con này mang về là cũng gọi là xào xả ớt là các thứ là cũng ngon đấy. Rồi, còn rất nhiều anh em gọi là vướng mắc nữa cơ. Ở đây là câu chuyện là thả gia súc ra đường là xảy ra tai nạn, là người chăn nuôi gia súc là còn có thể bị truy cứu đến trách nhiệm hình sự nếu như xảy ra những tai nạn nguy hiểm nha. Nhưng mà thường thì sẽ không bao giờ tìm thấy chủ của các chú ấy cả. Nào, úi giời, ông đạp ga lên, bạch vàng rồi, à lên cao rồi, nhưng mà vẫn cố để vượt anh em ạ.
Ôi trời ơi, mẹ, tôi đã bảo rồi, không hiểu là các bố này. Mẹ, nhiều lúc các bố ngồi rảnh háng cả ngày, thế nhưng mà đến nhưng có chậm một tí vài giây thôi, nhưng mà các bố không chịu được. Đúng cái nhịp gọi là lên khuất tầm nhìn cao nhất, lên khuất tầm nhìn. Của anh làm văn một phát rồi thôi, xong xong xong. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống tiếp sau đây. Úi giời, bắt đầu đang đè đè, đang đè đè đè. Ông xe hình như là lại là một cái xe khách chứ sao anh em ạ. Đấy, đè. À đâu, con giao hàng tiết kiệm. Ui, anh em nhìn cái cách nó đi kìa. Ui ôi, ui ôi, ui ôi. Này là chả biết nó giao đi giao hàng cái gì không biết chứ nhỉ. Rồi không biết là sẽ giao được bao nhiêu lần trên cuộc đời này nữa đây. Hay là giao ship luôn cả vậy à, sang thế giới bên kia luôn. Rồi anh em sẽ đến với một cái tình huống tiếp sau đây. Một chiếc xe VinFast. Cái này thì tôi không nói vấn đề là đến xe, mà đây là đến gọi là tài xế lái xe. Tôi chả hiểu cái thằng tài xế này nó tư duy kiểu gì, nó đậu quả xe cũng đến chịu. Đấy, sau đó là ra nó chỉ đường cho người khác đi băng sang bên kia đường. Nó hiểu là nó học hành như thế nào, xong nó ra đường nó đi đứng kiểu này thì đúng là không đỡ được thật anh em ạ. Tôi cũng không thể nào mà hình dung được cái tư duy nó lái xe kiểu gì. Rồi, 1, 2, 3, 4. Vẫn chưa hết à? 5 ông nối đuôi nhau vi phạm luật giao thông. À, hay nhỉ? Nên là cái đường dành cho người đi bộ, thế nhưng mà các bố nheo lên là các bố, đè lên là các bố đi. Chứ thầy trả thầy hết rồi, cái thể loại này thì nên tước giấy phép lái xe vĩnh viễn thôi. Chứ đi đứng kiểu này thì cũng là bỏ tay thật sự luôn anh em ạ. Đỡ được lại thêm ông này giúp lên nữa. Chịu à. Rồi, còn bao nhiêu thằng nữa không biết. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống tiếp sau đây. Rồi, chúng ta sẽ... Tôi đang tưởng là tôi đi vào gọi là đường một chiều anh em ạ. Ngỡ là mình đang đi vào đường một chiều, nhưng mà đây phải. Hóa ra đây là cái ý thức tham gia giao thông, lấn phần đường, lấn chiếm phần đường, đi sai phần đường. Đấy, rồi là tao, rồi là tao phải nhanh hơn mày, tao đang vội. Làm lý do lắm. Quá nhiều lý do để biện minh. Mà chúng ta rất hài hước ở chỗ là những cái người mà đi sai ấy, thì thường là hay tìm lý do để bao biện cho những cái sai của mình. Rồi, anh em sẽ cùng đến với tình huống tiếp theo. Điều gì đang xảy ra ở đây?
kia là cấm rẽ trái, à phải cấm rẽ trái và cấm quay đầu không nhỉ? Hình như là cấm rẽ trái và cấm quay đầu, có cả luôn, combo luôn. Thế nhưng mà lại có một cái vạch gọi là tín hiệu chỉ đường ở dưới lòng đường, đây là cái bẫy chăng? Hả? Hình như đây nó là một cái bẫy hả cha? Đây là một cái để ủ mưu một cái gì đây? À đâu, hình như là chỉ có cấm quay đầu thôi anh em ạ. À, chỉ có cấm quay đầu, không cấm rẽ trái. Dạ. Mà hình như là cái luật mới là cái rồi. Cái luật mới là biển cấm quay đầu là cấm rẽ trái sao anh em nhỉ? Dạo này lâu lâu không cập nhật cái tình hình đấy để kiểm tra lại nữa. Mấy ông xe khách thì đúng được mệnh danh là quan tài di động rồi. Các bố chạy ối rồi ôi luôn. Trời ơi đất hỡi. Thì như đúng rồi, không cần quan tâm đến bố con thằng nào hết. Xe tao to là tao cứ thế là tao chạy rồi. Lúc mà rất nhiều vụ xảy ra tai nạn thương tâm đối với xe máy rồi. Thực sự là những cái vụ tai nạn đấy nó để lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Rồi, anh em sẽ cùng tiếp tục theo dõi một cái tình huống sau đây. Ui à, gần rơi bánh, gần rơi lốp, mà rơi luôn rồi anh em ạ. Xong là rơi luôn, chứ còn không phải là gần nữa anh em ạ. Đi xe như thế này thì nguy hiểm quá. Anh em thấy nó có nguy hiểm không? Nguy hiểm quá chứ còn gì nữa, đúng không? Rất may là đi chậm mà xe thì nó cũng nhiều lốp cho nên là nó không xảy ra vấn đề gì. Vậy là quá đáng cả. Ok, chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Rồi, một ông gọi là CX5 à. Ông ấy phi từ bên trái, ông phi sang. Đây không phải là... Ở đây nó không phải là... vòng xuyến, cho nên là sẽ phải nhường đường cho người đi thẳng ở bên phải tới. Thế nhưng mà ông ấy không nhường, sau đó là ông ấy lại quay ra, ông ấy dẹ người ta, mới sợ chứ đi. À, ông không nhường đường xong ông ấy lại còn may ra ông ấy đi ghẻ người ta. Rồi, cái trường hợp này thì là cũng đã được cơ quan chức năng mời lên để uống nước chè và ký biên bản rồi. Đấy, cứ chúc mừng các anh, cứ gọi là mình có nhiều tiền, mình thích thể hiện và mình cứ luộc ngân sách để cho ngân sách nó giàu hơn là được, hiểu không? Mình có tiền mình mua xe vài triệu nộp phạt chuyện bình thường, đơn giản có cái gì đâu mà đóng ngân sách nhà nước nhỉ. Anh em cứ lấy đây là bài học nhé, xong rồi mang tiền lên nộp ngân sách nhà nước nhé. Rồi,
anh em này, chúng ta sẽ cùng đến với úi giời ui lè 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 hết mình lè hết mình luôn anh em ạ. Quả đầu kéo nó vượt bù láo nó chạy như này, tí nữa thì thôi lúc nào nào. Tiếp sau đây thì sẽ là điều gì xảy ra, cùng theo dõi xem. Giúp ở đâu ra đây? Phải từ trong ngõ kia ra không? Hình như là trong ngõ kia ra thôi anh em ạ. Nếu đúng là trong ngõ kia ra thì không vấn đề gì, hiểu không? Bởi vì là người ta từ trong ngõ người ta ra thì tránh làm sao được. Bây giờ xin vào cái làn xin về phần đường của mình, không biết là mấy anh em bên kia người ta có cho vào hay không mới là vấn đề, chứ còn thì vấn đề này thì tôi cũng không gọi là bình luận quá nhiều ở đây, để xem là mấy anh em bên kia người ta có cho về phần đường của mình hay không. Để xem là mấy anh em bên kia họ có lịch sự hay không anh em nhé. Em có họ cho về phần đường của mình hay không? Nghĩ mà bác có camera hành trình này thì nói chung là cũng cay, hiểu không? Đi đến đoạn này mà bây giờ phải dừng ở đây chờ. Nhưng mà cơ bản là đường nó tắc thì cũng không làm gì được. Anh em thấy rằng là đường nó tắc dài kia. Mà hình như người anh em có camera hành trình này cũng né được, hay là xe to? Tôi nhìn thấy cái tầm camera này thì xe chắc là cũng gọi là xe tải nhỏ nhỏ gì đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với một con đường đèo vào một ngày trời sương mù, rất nhiều sương, rất mù. Và đây hình như là một chiếc xe tải đang lên dốc. Chúng ta thấy rằng là anh đang bò lên dốc một cách ì ạch và rất là chậm rãi. Cùng xem điều gì sẽ xảy ra với tuyến đường sương mù như thế này. Những cái tuyến đường sương mù như thế này thì ở khu vực Tây Bắc Việt Nam với khu gọi là lên Đà Lạt là thường xuyên chúng ta sẽ gặp. Tầm nhìn xa là 10 mét. Rồi, đúng vào khúc cua và một ông tải ông phi lên. Úi giời, đối diện lại còn một cái thằng bán tải nó bám vào đít nó vượt như thế này. À, cái vụ này là cái vụ mà thằng xe khách nó phi lên xong nó va chạm với lại người anh em đi xe tải đấy. Nhưng mà ngu hơn là cái ông chạy bán tải 88C này mới là cái ông ngu này, bởi vì là ông vượt nhưng mà đường đèo sương mù trời mưa, nhưng mà bố lại bám vào đít người ta, bố vượt hiểu không? Không giữ khoảng cách an toàn. Cái phát này là rồi, đây là cái thằng gọi là ngu hơn tất cả các loại ngu này đấy. Nếu trong cái tình huống này mà xét ra để phạt nguội thì là cũng có thể phạt nguội được nha anh em nha. Rồi, anh em sẽ đến với cái tình huống tiếp sau đây. Rồi, một chiếc gọi gì đây? Mercedes đã vượt lên rồi, nhưng mà đường đông không đi được. Để xem là anh sẽ làm như thế nào để ngoi được lên nhé. Rồi, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại anh em trong các cái video tiếp theo. Tuyệt quá là vai. Phát này thì ông xe 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 gì xe tải lại ăn đủ với ốm đòn rồi.